Cô chào các em. Các em thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục bài học những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê mà hôm trước ta đang ngừng lại giang dở nhé. Nói về cái chi tiết, những cô gái thanh niên xung phong với tư thế vững vàng đã trở thành dáng đứng Việt Nam hiên ngang, anh dũng của thời đại chống Mỹ. Thì Lê Minh Khuê cũng tâm sự như thế này. Đúng là công việc của họ vô cùng nguy hiểm. Cái chết luôn rình rập và có thể đổ xuống họ vào bất kỳ lúc nào. Ngày nào, giờ khắc nào, họ cũng phải đối mặt với cái chết. Nhiều khi cảm xúc của họ gần như đông cứng lại vì điều đó. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục đối đầu với những hiểm nguy. Vì họ hiểu công việc cao cả của mình. Hơn nữa, khi đến gần những quả bom nổ chậm, tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ rõ hơn. Những động tác đào đất, đổ thuốc bình, đốt cháy, đốt dây cháy chậm để cách cho quả bom nổ chẳng khác nào chuyện đùa chơi với tử thần. Thế nhưng, mỗi ngày các cô gái phải làm từ 3 đến 5 lần và tư thế của các cô là cứ đàng hoàng mà bước tới phá bom. Tư thế đàng hoàng ấy đã góp phần tạo nên hình tượng các cô gái thanh niên xung phong bất tử. Ở đây, cô chợt nhớ tới bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao. Ơi, những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Các cô gái hoàn toàn rất bình thường, họ là những người phụ nữ bé nhỏ, nhưng sức lực của họ quả thật là phi thường, bởi họ đã làm nên những điều kỳ diệu, những điều phi thường. Đó chính là những trang anh hùng ca mà họ đã viết. Chính vì vậy mà Lê Minh Khuê nói là tư thế đàng hoàng bước tới của họ đã làm nên sự bất tử. Trong chiến đấu thì như vậy, đứng trước quả bom thì Phương Định gan dạ, kiên cường như thế. Nhưng trước đồng đội thì cô đã bộc lộ những cảm xúc như thế nào. Phương Định luôn thấu hiểu, luôn quan tâm đến hai đồng đội trong cái đơn vị nhỏ của mình là tổ trinh sát mặt đường ở cao điểm trên Trường Sơn. Và cô kể về họ rất là thân thương. Chúng ta hãy chú ý các chi tiết. Phương Định nói về chị Thao thì chúng ta nhận ra là cô rất quý trọng và khâm phục chị Thao, chấp hành mọi mệnh lệnh mà chị đưa ra một cách rất là nghiêm túc. Đôi khi có những mệnh lệnh mà chị Thao nói cô trong lòng á, cô cảm thấy hơi bực bội, thế nhưng mà cô vẫn chấp hành. Đó vừa là kỷ luật quân đội nhưng vừa đồng thời là cái sự nể trọng đối với chị, cái người chỉ huy trực tiếp của mình. Còn đối với Nho thì Phương Định rất là cưng, rất là thương Nho, coi như đây là một cô em gái bé nhỏ của mình vậy. Các em thấy cô nhận xét về Nho rất là trìu mến, nhẹ và mát như một que kem trắng. Rồi nơi chiến trường đầy chết chóc như thế mà cô vẫn để dành cho Nho những cái kẹo. Trong chiến tranh tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, thế mà Phương Định vẫn để lại những cái kẹo, mặc dù đó là những cái kẹo đã chảy nước và dính đầy cát, nhưng có thể thấy đấy là có khi đấy là những cái thứ xa xỉ mà cô dành cho đồng đội của mình, dành cho đứa em gái thân thương trong đơn vị. Vậy thì phải yêu và rất là quý, rất là hiểu, rất là thương Phương Định mới có những cái hành động chiều chuộng đến mức dịu dàng như thế. Khi mà chị Thao và Nho lên cao điểm trinh sát chưa về, có thể thấy là Phương Định đến từng phút và cô rất là lo lắng sốt ruột. Lo đến nỗi mà khi đại đội trưởng gọi điện đến hỏi thì cô gắt gỏng cả với anh.
một cách rất là vô cớ. Và chính cô cũng không hiểu tại sao cô gắt gỏng như vậy. Và chỉ đến khi chị Thao và Nho trở về cái hang của ba người thì cô mới bình tâm trở lại, rồi cô lại gọi điện báo với lại đại đội trưởng. Cô hiểu từng đặc điểm, thói quen, tính nết của đồng đội. Cô hay quan sát các bạn, có khi chẳng cần nói ra, cô cũng biết là bạn đang có suy nghĩ gì, đang có cảm xúc gì. Đấy, các em thấy khi mà chị Thao nhai cái bánh bích quy thì cô thấy chị bình tĩnh mà cô bực. Khi mà chị Thao uống nước trong bi đông thì cô thấy sự bình thản của chị, nhưng cô hiểu là trong tâm trí, trong suy nghĩ của chị đang suy tính giải quyết những cái quả bom mà địch vừa ném xuống như thế nào. Và khi mà cô gái Nho bé bỏng bị thương thì Phương Định cũng hiểu là bạn đau đớn như thế nào, chỉ có cái là Phương Định không nói ra thôi. Lúc mà Nho bị thương thì chị Thao sợ máu, cứ lúng túng chẳng biết làm gì. Chị luẩn quẩn loanh quanh bên Nho, và tất cả mọi việc cấp cứu cho Nho thì Phương Định đều làm. Tác giả kể như thế này: tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than, bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm vào phần mềm, nhưng vì bom nổ chậm, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho, Nho lim dim mắt dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Tôi pha sữa cho nó trong cái ca sát. Các em thấy một cái đoạn văn rất là ngắn, và tác giả kể lại những cái động tác, những cái hành động liên tiếp của Phương Định. Nào là rửa cho Nho bằng nước đun sôi mà cô vừa mới đun, rồi là băng bó cho bạn, rồi tiêm cho Nho. Và đến khi mà Nho qua cái cơn nguy hiểm thì pha sữa cho nó bằng trong cái ca sắt. Tất cả mọi việc cô làm tuần tự, có vẻ rất là quen, rất là chuyên nghiệp. Bởi vì có lẽ là Phương Định đã nhiều lần phải làm cái công việc này. Các cô gái đã nhiều lần bị thương, và chính Phương Định chứ không phải ai khác cấp cứu cho bạn. Nhưng Phương Định không chỉ quý mến các chị em ở trong tổ của mình, cô còn dành tình cảm cho những chiến sĩ hàng đêm cô gặp trên trọng điểm, cho canh bộ đội lái xe, canh cao xạ. Cô quý mến cả canh đội đại đội trưởng Đồng Hương Hà Nội ở phố Lò Đúc. Cô hiểu cả cái đặc điểm rất là nhỏ của anh, là anh hay nói những cái lời tế nhị như là xin lỗi, cảm ơn. Đấy, tất cả những cái chi tiết ấy tác giả kể thoáng qua thôi, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là Phương Định quan tâm đến mọi người, và cô quan tâm bằng một cái tình cảm mến yêu rất là ấm áp. Như vậy, Phương Định yêu thương, gắn bó với đồng đội như ruột thịt. Tình đồng chí đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để cô vững vàng trước mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc chiến đấu. Chúng ta đến đây có lẽ đã một phần nào hiểu được tại sao Phương Định lại đàng hoàng bước tới khi mà cô tiến sát thần chết là quả bom. Phương Định lại có thể thản nhiên ca hát và bịa ra những cái lời bài hát khi mà chiến trường toàn là tiếng máy bay rít, tiếng bom nổ. Đó là bởi vì trong trái tim cô gái có những tình cảm yêu thương như thế này. Tác giả Lê Minh Khuê còn dành những trang viết rất trau chuốt, cụ thể khi miêu tả Phương Định sau cái giờ phút nguy hiểm. Khi mà cái giờ phút căng thẳng đã trôi qua, không gian đã ngớt tiếng máy bay địch, thì Phương Định từ một chiến sĩ gan góc mạnh mẽ lại trở về là một cô gái nhạy cảm, hiền lành, trong sáng. Cô nghĩ đến những bài hát mà mình yêu thích. Tác giả kể: tôi thích nhiều bài, những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận.
Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích ca chiêu xa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có. Phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Khi đọc đến cái chi tiết này thì cô rất là thắc mắc. Tại sao trong rất nhiều những bài hát thì Lê Minh Khuê không trích câu hát của các bài dân ca quan họ hay là bài ca chiêu xa của Hồng quân Liên Xô, mà Lê Minh Khuê lại trích một câu trong bài dân ca Ý trữ tình. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Đây là một câu hát trong bài Trở về Suriento. Nói về một chàng trai đã rời xa quê hương. Bây giờ quê hương nhắn nhủ anh quay trở về với cái nơi yêu dấu của mình. Thế thì cái lời bài hát về đây khi mái tóc còn xanh xanh, có lẽ Lê Minh Khuê đã hàm chứa một ẩn ý rằng Phương Định đang nhớ về quê nhà, đang nhớ về cái nơi yêu dấu của cô, cái nơi mà tuổi thơ, tuổi trẻ của cô đã lớn lên. Đây chính là một nỗi nhớ triền miên, da diết trong lòng cô gái. Và cô mong một ngày nào đó được trở về nơi ấy khi mái đầu còn xanh, khi tuổi cô vẫn còn trẻ. Ngày ấy nhất định chiến thắng đã đến. Vậy thì rõ ràng trong lời bài hát mà Lê Minh Khuê đưa ra ở đây, chúng ta thấy còn chứa đựng cả một cái niềm tin, một niềm tin mãnh liệt về tương lai của cuộc kháng chiến. Mỗi một chi tiết trong lời văn của Lê Minh Khuê, chúng ta đều nhận ra những ẩn ý sâu sắc mà bà muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đá bất ngờ ập đến, Phương Định vô cùng thích thú. Cô tận hưởng sự mát lành mà thiên nhiên mang tới. Ở đây, trên cao điểm đầy bom này cũng có mưa đá. Những niềm vui con trẻ của tôi lại nở tung ra, say sưa, tràn đầy. Nhưng cơn mưa tan nhanh như khi nó đến, nhưng đã kịp làm bùng lên ở Phương Định biết bao nỗi nhớ. Mưa đá đã trở thành biểu tượng cho miền ký ức đẹp đẽ và mãnh liệt của cô gái trẻ. Tác giả viết như thế này về những suy nghĩ, những nỗi nhớ của Phương Định sau khi cơn mưa tan. Mà tôi nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố. Phải, có thể những cái đó, hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, hoặc bà bán kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh, con đường nhựa ban đêm, những ngọn điện trên quảng trường lung linh, hoa trong công viên, những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con, tiếng dao của bà bán xôi sáng. Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó ở thiệt xa. Rồi bỗng chốc, sau cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi. Ở đây, Phương Định đã nhớ về quê nhà, nhớ về gia đình. Nơi ấy có mẹ, có ngôi nhà nhỏ với cái cửa sổ và có những ngôi sao trên thành phố. Nơi ấy có nhà hát, có bà bán kem, có bọn trẻ, có con đường nhựa, có bà bán xôi. Tất cả đó đã trở thành những hình ảnh in sâu vào trong tâm trí của cô gái. Nó trở thành miền ký ức đẹp đẽ. Bây giờ có vẻ như hơi xa xôi, nhưng chắc chắn đến một ngày nào đó, Phương Định sẽ được trở về nơi ấy, tắm trong cái không khí trẻ thơ hồn nhiên ấy. Và tất cả những cái hình ảnh đó, cơn mưa đá đã gợi lại, khiến cho cô gái xúc động. Cô thốt lên, chao ôi, và chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi. Phải rồi, cần phải có những con sóng như vậy.
tưới mát tâm hồn những cô gái, để cho các cô có thể đương đầu được với bom đạn khốc liệt nơi này, nơi mà chỉ có khói lửa và chết chóc. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây Phương Định là cô gái mạnh mẽ, nhưng đời sống nội tâm của cô thì rất phong phú, hồn nhiên. Cô thực sự nhạy cảm, trong sáng và nhiều mơ mộng. Lê Minh Khuê có lần đã kể, có một điều lạ lùng mà chính tôi đã cảm nhận trong thời gian tôi ở chiến trường. Đó là giữa bom đạn như vậy, giữa rừng núi bạt ngàn như vậy, con người lại cảm thấy rất được tự do. Sau này, khi đi thực tế, gặp gỡ các cô gái thanh niên xung phong, tôi mới hiểu ra rằng, khi con người được lao động, được sống và được hy sinh cho cái lý tưởng lớn lao trong tâm hồn mình, thì con người đó sẽ cảm thấy rất tự do, vui vẻ. Nhân vật trong câu chuyện quả thật rất thành thơi và vô tư lự. Họ có lý tưởng bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước và đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện lý tưởng đó. Thế cho nên, trong những giây phút nghỉ ngơi, họ sống hoàn toàn thoải mái. Bom đạn không thể làm nguôi đi niềm vui sống trong tâm hồn họ. Lời kể của Phương Định đã được nhà báo Yên Khương ghi trong bài viết Nhà văn Lê Minh Khuê với những ngôi sao xa xôi. Như vậy các em thấy là Phương Định đã sống vì lý tưởng của mình, cho nên trong cái nơi bom đạn khốc liệt, cô vẫn cảm thấy tự do, cô vẫn cảm thấy thảnh thơi, vô tư lự. Và chính điều đó nó làm nên cho cô gái một cái sức mạnh tinh thần to lớn, đó chính là lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Đó là niềm yêu đời, yêu cuộc sống. Và sức mạnh ấy giúp cô vượt qua mọi khó khăn thử thách. Như vậy, cô nhấn mạnh lại lần nữa, ở Phương Định toát lên tâm hồn trong sáng, lạc quan, yêu đời và vui sống. Đây là sức mạnh tinh thần giúp cô gái trẻ vượt qua bom đạn nơi chiến trường. Cô nhận xét về cách khắc họa nhân vật Phương Định của Lê Minh Khuê. Qua những phần phân tích vừa rồi thì các em thấy tác giả đã sử dụng những chi tiết chọn lọc về ngoại hình, hành động, lời nói, tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật để thấy toát lên ở đây một người nữ thanh niên xung phong với nhiều phẩm chất tốt đẹp, điển hình. Cô chính là đại diện tiêu biểu cho những người trẻ ở Trường Sơn. Và Lê Minh Khuê đã thành công khi miêu tả sinh động chân thực tâm lý nhân vật, làm hiện lên một thế giới nội tâm phong phú nhưng trong sáng, không phức tạp. Và cái cách miêu tả của Lê Minh Khuê như thế là thể hiện con người thiên về cái tốt đẹp, trong sáng, cao cả. Như vậy cũng là cái phương hướng chủ yếu của văn học hiện đại Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đó chính là cảm hứng sử thi, là âm hưởng chủ đạo đậm chất anh hùng ca của văn học thời kỳ này. Thế, nói về những nhân vật như Phương Định thì các em cũng đã từng được gặp một vài những nhân vật khác. Cô lấy ví dụ như là chị Sứ trong tác phẩm Hòn đất của anh Đức, hay là chị Út Tịch trong chuyện Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi. Sau này khi lên lớp 12 thì các con sẽ gặp chị Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Tất cả những cái nhân vật đó đều là nữ và họ đều mang những cái phẩm chất tốt đẹp. Ở họ sáng lên những cái phẩm chất mà chúng ta rất là tự hào về con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Thế thì khi miêu tả, khi khắc họa những cái nhân vật chính diện ấy ở trong văn học thời kỳ này theo cái cảm hứng sử thi như vậy thì nó lại hay bị rơi vào cái xu hướng là đơn điệu, thậm chí khuôn mẫu nhàm chán. Nhưng Lê Minh Khuê bằng cái cách viết của mình thì bà đã tránh được cái điều đấy. Bà xoáy vào những cái gì gọi là riêng tư, những cái cảm xúc rất là chân thực, những cái suy nghĩ rất là cụ thể,
tỉ mỉ nhất của nhân vật. Và chính nhờ điều đó mà Phương Định của Lê Minh Khuê đã hiện lên thật là giản dị, tự nhiên và đẹp như trong đời thường bước vào trong tác phẩm vậy. Đây là một trong những thành công của Lê Minh Khuê, và những thành công này rất đáng được nhắc tới. Từ ba cô gái, chị Thao, đội trưởng, rồi Nho, rồi Phương Định, thì cô sang phần tiếp theo, cô khái quát những nét chung của các nữ thanh niên xung phong trong tổ trinh sát mặt đường này. Ba cô gái đều còn rất trẻ, họ vừa rời ghế nhà trường và nghe theo cái tiếng gọi của Tổ quốc thì họ đã xếp bút nghiên để vào Trường Sơn cầm súng đánh giặc. Họ gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, góp sức trẻ của mình để làm nên thành công cho cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Cá tính, hoàn cảnh của họ không giống nhau, nhưng ở họ đều có những phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong nơi chiến trường. Những phẩm chất đó là gì? Chúng ta sẽ kể. Đầu tiên là tình yêu thiên nhiên, đất nước thiết tha, sống có lý tưởng, sẵn sàng rời xa gia đình quê hương vào chiến trường khói lửa, đối mặt với biết bao gian nan thử thách, đối mặt với chết chóc với bom đạn để thực hiện cái lý tưởng đánh giặc cứu nước của mình. Họ đều có tinh thần dũng cảm, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua gian khổ, không sợ hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các em thấy như là chị Thao, như là Nho, như là Phương Định, họ mỗi một lần đối mặt với lại bom đạn là một lần phải đấu trí với thần chết. Và khi chiến thắng thần chết, khuôn mặt họ có thể lại nhem nhuốc và họ có thể bị thương nữa chứ. Nhưng nụ cười vẫn sáng trên cái khuôn mặt lấm lem khói bom khói đạn, lấm lem bùn đất ấy. Chúng ta thấy cái nụ cười đó vẫn rất là đẹp, bởi vì đó là nụ cười của niềm tin quyết chiến quyết thắng. Ở ba cô gái đều toát lên tình đồng chí đồng đội yêu thương, keo sơn gắn bó, coi nhau như ruột thịt. Và họ rắn rỏi can trường nhưng cũng vô cùng nữ tính và rất duyên dáng. Như là các em thấy đấy, chị Thao thì trong công việc cương quyết táo bạo như thế, nhưng lại thích theo chỉ màu, thích tỉa lông mày, thích hát, thích sưu tầm bài hát. Rồi chị cũng có những cái đặc điểm rất là yếu đuối, như là sợ máu, sợ vắt. Còn Nho thì thích ăn kẹo, còn Phương Định thì thích ngồi bó gối, nhìn lên bầu trời đầy sao, thích ngắm mắt mình trong gương, rồi thích lặng lẽ quan sát các bạn, quan sát mọi người đối đáp với nhau. Tất cả những cái ý thức đấy nó đều rất là giản dị, rất là hồn nhiên, và chính những cái đó nó làm nên cái chất chân thực của các nhân vật trong cái câu chuyện của Lê Minh Khuê. Ba cô gái đều rất giàu cảm xúc, hay mơ mộng, nhiều khao khát, sống giản dị và tha thiết với cuộc đời. Các em, đấy là rõ ràng ở đây, bên cạnh cái tiếng bom, tiếng máy bay rít suốt ngày, thì chúng ta thấy vẫn vang vọng lên cái nụ cười, cái tiếng cười của ba cô gái, và đặc biệt là tiếng hát át tiếng bom. Rõ ràng là cái tinh thần lạc quan, tha thiết với lại cuộc sống đã giúp cho các cô có thêm được sức mạnh. Như thế là hình tượng của ba cô gái đã được tác giả Lê Minh Khuê thể hiện rất rõ với ba cái đặc điểm nổi bật. Một là lòng yêu nước, dũng cảm chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp. Các cô đều có tình đồng đội, yêu thương ấm áp, đều có tâm hồn trong sáng, tinh thần lạc quan, yêu đời. Các em nhớ ba đặc điểm này, bởi vì khi mà đứng trước một cái đề văn phân tích nhân vật là các em phải làm rõ được cái đặc điểm của nhân vật. Thì nếu các em nhớ được những cái đặc điểm này, các em sẽ có được một cái dàn bài với những cái luận điểm rất là hợp lý, và các chi tiết các em sử dụng không có bị trùng lặp.
Thì từ hình ảnh ba cô gái của Lê Minh Khuê trong những ngôi sao xa xôi, cô chợt nhớ tới 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc. 10 cô gái còn rất trẻ và các cô đã chiến đấu kiên cường với khẩu hiệu là máu có thể chảy, tim có thể ngừng nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Và chính để cho cái mạch máu giao thông ở ngã ba Đồng Lộc không tắt thì các cô đã chấp nhận vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Một lần quả bom rơi ngay trước cửa hầm, hầm các cô bị sập và 10 cô gái bị vùi chôn trong lớp đất dày. Các cô đã hy sinh, nhưng sự hy sinh của các cô là vô cùng ý nghĩa, bởi vì chính nhờ sự hy sinh đó mà cuộc kháng chiến của chúng ta đã đi tới thắng lợi. Cho nên chúng ta nói tới cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc, không thể không nhắc tới hàng vạn những cô gái thanh niên xung phong khác. Các cô đã từ cuộc sống bước vào trong những trang sách, trang truyện, trong những cái bài ca rất hào hùng, rất dũng cảm. Và điều đó khiến chúng ta một lần nữa càng thêm khâm phục những thế hệ đi trước. Các cô đã làm nên một hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời đại chống Mỹ cứu nước, mà như nhà thơ Tố Hữu đã viết, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Cô chuyển sang phần thứ ba. Cô trình bày với các em những cái giá trị nghệ thuật khái quát nhất của chuyện Những Ngôi Sao Xa Xôi. Trước hết là cách trần thuật chuyện theo dòng tâm trạng của nhân vật chính, nhân vật Phương Định. Các em biết rồi, tác giả để cho nhân vật Phương Định xưng tôi kể chuyện. Đây là ngôi kể thứ nhất. Và chính cái ngôi kể này đã rất thuận lợi để cho Lê Minh Khuê miêu tả chân thực cái thế giới nội tâm của nhân vật. Từ đó tái hiện cái chiến trường khốc liệt cũng như tinh thần của các cô gái. Tất cả mọi cái hình ảnh sự vật sự việc, rồi cuộc sống của các cô, rồi khi các cô chiến đấu, rồi khi các cô vượt qua những cái thử thách khốc liệt ở chiến trường, những cái suy nghĩ, những cảm giác, những cái hành động của các cô gái đều được miêu tả rất là chân thực. Nhà văn đã đặc biệt thành công khi mà xây dựng nhân vật, mà chủ yếu ở đây là cái nghệ thuật miêu tả tâm lý. Tác giả trong một cái bài báo đã nói về cái bút pháp của mình khi viết câu chuyện này. Bà đã sử dụng cái bút pháp đồng hiện. Đấy là vừa cho nhân vật sống cả trong ký ức lẫn hiện tại. Cô lấy ví dụ như khi mà cơn mưa đá ập đến, đó là hiện tại. Nhưng lúc mà cơn mưa đá tan thì Phương Định quay lại với tuổi thơ của mình. Đó là ký ức. Và hiện tại ký ức cứ đan xen trong dòng suy nghĩ của Phương Định. Điều đó cho thấy được cái đời sống nội tâm rất mạnh mẽ của cô gái. Và từ cái đời sống nội tâm phong phú đó thì chúng ta hiểu những cảm xúc, tình cảm của cô. Nhân vật vì thế không cần phải nói, không cần phải hành động nhiều, nhưng người đọc cũng hiểu một cách sâu sắc, rõ nét những cái đặc điểm của nhân vật. Ngôn ngữ kể chuyện của tác giả rất sinh động, trẻ trung, phù hợp với đối tượng miêu tả là những cô gái trẻ. Và ở đây các em thấy là cái giọng điệu kể chuyện của tác giả rất là tự nhiên, thay đổi linh hoạt, phù hợp với lại diễn biến tâm lý nhân vật và cốt truyện. Cô lấy ví dụ như khi tác giả miêu tả nhân vật đứng trước cái quả bom, nhân vật Phương Định phá bom, thì lúc ấy tác giả sử dụng rất nhiều những câu văn ngắn, những câu văn được cắt ra thành nhiều câu ngắn, nhiều vế câu rất ngắn. Và khi đọc những câu văn ngắn như thế,
chúng ta tự nhiên thấy một cái không khí nó rất căng thẳng. Không khí đó phù hợp với lại cái mức độ căng thẳng của con người khi đối diện với lại bom đạn, đối diện với cái chết. Nhưng khi Phương Định nói về cái ý thích của mình, nói về cái nỗi nhớ của mình, thì lúc ấy câu văn tác giả viết lại dài ra. Những câu dài miên man, nó gợi một cái nỗi nhớ không dứt, gợi những cái liên tưởng không dứt của nhân vật trước hiện thực của sống, trước những điều mà nhân vật nghĩ, nhân vật cảm. Thế thì các em thấy cái cách viết với những cái kiểu câu khác nhau như vậy, nó làm nên cái giọng điệu rất là đặc biệt của cái câu chuyện này, và những cái câu văn đó đã giúp cho tác phẩm thành công, ghi được cái dấu ấn trong tâm trí của người đọc. Khi các em đọc chuyện Những Ngôi Sao Xa Xôi, các em sẽ thấy phần cuối của câu chuyện, sách giáo khoa in hàng chữ nhỏ. Và với những cái đoạn chuyện mà in hàng chữ nhỏ như thế, thì thường là đó là cái đoạn mà phụ thôi, không phải là phần chính của bài học. Thế nhưng nếu như cô không nói tới cái phần kết này, thì cô có cảm giác như mình có lỗi với lại tác giả. Bởi vì cô đồng ý với lại nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Long khi ông viết về vẻ đẹp từ những ngôi sao xa xôi. Thì cô thấy Nguyễn Văn Long rất là khen Lê Minh Khuê với cái đoạn kết của câu chuyện. Nguyễn Văn Long viết như thế này: đoạn kết chuyện cũng là một sáng tạo rất thành công của tác giả. Sau một trận chiến đấu của ba cô gái để phá 4 quả bom giữa vùng trọng điểm căng thẳng hồi hộp và cả sự lo lắng khi Nho bị sập hầm, bị thương, thì bất chợt một cơn mưa kéo đến, mà lại là một trận mưa đá. Cơn mưa ấy làm dịu cả bầu không khí ngột ngạt ở bên ngoài hang và cũng làm dịu mát tâm hồn ba cô gái sau những căng thẳng của một trận chiến đấu. Nó đánh thức dậy sự hồn nhiên vô tư của tuổi trẻ và gợi về những kỷ niệm tuổi thơ với những trận mưa nơi thành phố quê hương. Đến đây thì người đọc đã cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của những ngôi sao xa xôi, vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng và tâm hồn trong sáng của những cô gái thanh niên xung phong ở nơi trọng điểm ác liệt trên đường Trường Sơn, cũng là tiêu biểu cho vẻ đẹp của cả thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đúng là như vậy các em ạ. Một cơn mưa ở cuối truyện, nó làm dịu mát cả một câu chuyện và dịu mát tâm hồn của người đọc. Tự nhiên, cái không khí ngột ngạt nơi chiến trường đầy khói bom khói đạn ấy tan biến để nhường lại những gì trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất. Và chính sự trong trẻo hồn nhiên đó góp phần hoàn thiện những nhân vật của câu chuyện. Nếu Phương Định không có những cái giờ phút mơ mộng sau cơn mưa với cái nỗi nhớ miên man về quê nhà, thì có lẽ ta sẽ bớt đi cái phần yêu quý đối với Phương Định. Nhưng Lê Minh Khuê đã để cho cô gái của chúng ta tràn đầy niềm vui sống và yêu mến những cái khoảnh khắc đẹp như vậy, thì chúng ta mới thấy được rõ ràng Lê Minh Khuê rất hiểu về nhân vật của mình và rất trân trọng những cái giờ phút để cho nhân vật sống thật với lại bản thân mình khi mà đứng trước một cơn mưa đá. Rõ ràng chính những cơn mưa như vậy, chính những phần kết như vậy đã làm đẹp hơn cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà Lê Minh Khuê đã cố gắng khắc họa ở trong cái câu chuyện này. Cô chuyển sang phần thứ ba, tổng kết. Các em lưu ý cho cô phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 122. Ở phần ghi nhớ này, sách đã chốt lại những giá trị nghệ thuật và nội dung quan trọng nhất của bài học.
thì các em cố gắng khắc sâu cho cô, bởi vì đây là những điều mà chúng ta sẽ dùng để thực hiện trong các bài viết của mình về chuyện những ngôi sao xa xôi, về nhân vật Phương Định. Chuyện những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chuyện sử dụng vai kể là nhân vật chính có cách kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, trẻ trung và đặc biệt thành công về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Những ngôi sao xa xôi là một tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê. Nhưng tác phẩm này với những giá trị nghệ thuật và nội dung tiêu biểu như thế đã nhanh chóng đến được với công chúng và rất nhiều người nhớ tới, biết tới Lê Minh Khuê từ chính những ngôi sao xa xôi. Bà cũng được đánh giá cao là một trong những tác giả rất tiêu biểu, rất đặc sắc khi viết về văn học chiến tranh. Cô xin trích ra đây một vài cái lời khen rất là đáng quý của các nhà nghiên cứu, phê bình của các nhà báo đối với Lê Minh Khuê. Trong bài viết, nhà văn Lê Minh Khuê đau đáu với đề tài chiến tranh của Lại Tấn thì ông viết như thế này. Đọc truyện ngắn của Lê Minh Khuê dù khốc liệt, gai góc đến đâu, nhưng nhiều nhà văn bạn đọc vẫn nhận thấy sự nữ tính, nhẹ nhàng, đầy chất thơ như chính con người tác giả. Các tác phẩm của nhà văn Lê Minh Khuê vẫn luôn được đánh giá cao về nội dung, hình thức thể hiện. Những câu chuyện nhà văn Lê Minh Khuê kể, viết ra trong những năm tháng chiến tranh hay kể về một con người, một khoảnh khắc bình dị vẫn chứa đựng vẻ đẹp, giá trị bình dị nhất. Cô đồng ý với nhà báo Lại Tấn ở cái nhận xét này. Chuyện những ngôi sao xa xôi toàn là những sự việc, những con người rất là bình dị. Nhưng từ những con người bình dị đời thường ấy thì ta lại thấy toát lên ở họ những phẩm chất rất phi thường. Và đó chính là biểu tượng cho thế hệ trẻ của cả một thời đại chống Mỹ cứu nước. Thế còn phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Thái thì lại nhận xét Lê Minh Khuê là một trong số rất ít những nhà văn Việt Nam viết về chiến tranh với một tấm lòng bao dung và nhìn thấu bản chất của nó. Ở đây có lẽ cái sự thấu hiểu, thấu cảm của Lê Minh Khuê đối với lại con người và sự việc trong chiến tranh có lẽ là bởi bà kể lại những cái câu chuyện của chính mình, của những người đồng đội thân thiết với mình. Cho nên là những cái gì bà viết ra nó là máu thịt, là tâm can của bà. Vì thế mà người ta thấy ở đây không phải là những cái câu văn, những cái bài viết về một ai đó xa xôi, mà về những điều rất là gần gũi, rất là thân thiết. Chính vì vậy mà tác phẩm của Lê Minh Khuê nhanh chóng đến được với bạn đọc. Đó là hai trong những cái nhận xét mà cô thấy là hiểu về tác phẩm Lê Minh Khuê nhất. Để kết thúc bài học thì cô gửi tới các em những đề văn. Đề 1: cảm nhận về nhân vật Phước Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Các em thấy trong bài giảng của cô, cái phần phân tích về nhân vật Phước Định là cô làm kỹ nhất. Cô giúp các em hiểu về nhân vật Phương Định một cách tỉ mỉ, cụ thể nhất. Các em theo dõi bài giảng của cô thì các em sẽ thấy ở nhân vật này có những cái phẩm chất rất đẹp. Và mỗi phẩm chất đẹp của nhân vật Phương Định là một đặc điểm của nhân vật đó. Các em sẽ tìm các dẫn chứng,
trong tác phẩm. Từ những dẫn chứng cụ thể, các em sẽ cảm nhận và đưa ra những cái nhận xét riêng của mình về nhân vật. Chắc chắn là giám khảo sẽ đánh giá cao những cái cảm nhận riêng và độc đáo của các em. Còn đề thứ hai, vẻ đẹp tâm hồn của các cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Đây là một đề văn mà cô không có lệnh đề. Các em thấy rõ ràng là cô chỉ đưa ra vấn đề nghị luận thôi, đó là vẻ đẹp tâm hồn của các cô gái thanh niên xung phong. Thì trong bài giảng của cô cũng đã khắc sâu ba cái đặc điểm rất là quan trọng của ba cô gái. Các em xem lại và chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt cái bài tập này từ những cái phần gợi ý của cô trong bài giảng. Cô mong rằng các em sẽ cố gắng để làm hai bài tập. Từ đó chúng ta sẽ khắc sâu hơn kiến thức về truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Cô chúc các em học thật tốt. Và chính từ những cái bài học rất cụ thể này, các em sẽ có kiến thức vững vàng để đến với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mong rằng cô một phần nào đó giúp được cho các em. Cô tạm biệt các em. Chúc các em học và thi tốt.